Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm món thịt heo luộc trắng giòn. Thịt luộc này thì các bạn ăn kèm với rau xanh nè và nước mắm chua ngọt. Hoặc là mình chấm với là mắm tôm nè, mắm nêm thì rất là ngon luôn. Rồi để làm được món này thì ở đây mình chuẩn bị là thịt heo nè các bạn. Các bạn chuẩn bị là thịt ba rọi nè, hoặc là mình dùng là thịt đùi. Phần thịt này thì mình đã rửa sạch rồi đó các bạn. Tiếp theo là mình dùng là sả cây và gừng củ. Thì ở đây mình dùng là 3 cây sả cây nè, khoảng là 80g và 40g gừng củ. Sả và gừng thì mình đã cắt khúc và mình đập dập ra hết rồi đó các bạn. Nếu như mình không dùng sả cây và gừng củ thì các bạn dùng cho mình là một củ hành tây ha. 3 muỗng canh giấm. Một ít xíu bột ngọt. Nửa muỗng canh muối. Và nửa muỗng canh đường. Rồi như vậy là mình chuẩn bị đi luộc thịt được rồi đó. Cho thịt vào nồi nè và mình cho toàn bộ phần gia vị mình vừa mới chuẩn bị đó, mình cho vào đây hết. Rồi mình đổ nước vào đây cho nó ngập hết. Và mình mở bếp lên, mình dùng đũa mình quậy cho cái phần gia vị này nó tan đều. Rồi luộc thịt đó thì các bạn đậy nắp lại nè. Đậy nắp lại thì các bạn sợ trào ở bên ngoài thì mình cho chiếc đũa vô đây mình chiên ha các bạn. Mình luộc thịt đó thì mình để với mức lửa trung bình thôi cho nó chín từ từ đó. Và thịt này thì nó cũng nhỏ nè các bạn, cho nên là mình luộc khoảng là 20 phút thôi là được rồi. Sau khoảng là 10 phút rồi thì mình chở mặt thịt ha. Và tiếp tục mình đậy nắp lại và mình luộc thêm khoảng 10 phút nữa. Rồi mình luộc thêm được khoảng 10 phút sau rồi đó. Lúc này thì thịt nó chín rồi đó các bạn. Cái lớp da nó trong veo nè. Và cái miếng thịt nó săn lại hết rồi đó. Bây giờ để mình kiểm tra thử thì các bạn dùng đũa các bạn xiên thử nè. Lúc này mình xiên vào thì thấy nước nó chảy ra nó màu trắng, nó không có cái màu hồng là được rồi. Rồi khi vớt ra thì các bạn cho vào trong thau đá lạnh. Cho miếng thịt nó săn lại nó nhanh nguội để mình cắt cho nó dễ và nó cũng có cái độ giòn nữa. Và phần thịt này thì các bạn ngâm trong thau đá lạnh này khoảng là 5 hoặc 10 phút thôi rồi mình vớt ra ha. Và trong thời gian này thì bây giờ mình sẽ đi pha phần nước mắm chua ngọt để dùng chung với món thịt này. Mình dùng là 4 muỗng canh nước mắm nè, 4 muỗng canh đường, 60g tỏi và 60g ớt. Ớt thì mình dùng một trái ớt sừng nè và hai trái ớt nhỏ và một trái chanh để chút nữa mình vắt mình lấy phần nước cốt. Thì phần nước cốt chanh thì để chút nữa mình cho vào từ từ ha để mình nếm lại cái vị chua. Còn ớt và tỏi thì mình một nửa là mình băm nhỏ. Còn một nửa là mình giã nát ha các bạn. Rồi như vậy là mình sẽ đi chuẩn bị pha phần nước mắm được rồi. Rồi trước tiên là mình sẽ cho hết là 4 muỗng canh đường vào trong tô cho nó hơi lớn lớn một chút. Rồi mình cho vào đây là 6 muỗng canh nước sôi để cho cái phần đường này nó nhanh tan đó các bạn. Rồi mình trộn cho đường này nó tan ra rồi đó các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho nước mắm vào đây. Nước cốt chanh thì các bạn cho trước là 2 muỗng canh thôi. Tỏi ớt thì mình cho hết vào đây luôn, khoảng là 2 muỗng canh đó các bạn.
Rồi trộn xong lên rồi đó. Và lúc này thì các bạn nếm thử nè. Nếu như mình thích chua thì mình cho là nước cốt chanh vào thêm ha. Tỏi ớt mình băm một nửa và mình giã nhỏ một nửa đó các bạn. Thì nước mắm nó lên được màu đỏ đẹp nè. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi cắt cái phần thịt luộc này. Mình cắt ra bên trong nè. Những sợi thịt nó trắng tinh luôn đó các bạn. Và nó rất là thơm luôn. Rồi mình cắt ra những miếng cho nó vừa ăn nè. Thì phần này thì mình ăn kèm với là rau xanh nè, hoặc là mình dùng với là bún đậu mắm tôm thì rất là tuyệt vời luôn. Nước mắm chua ngọt này thì khi ăn bao nhiêu thì mình múc ra bao nhiêu thôi. Phần nước mắm còn lại thì các bạn cũng có thể để dành bảo quản đó. Thịt luộc thì các bạn ăn kèm với rau xanh nè, thì nó tăng thêm cái vị thơm của miếng thịt nữa. Thịt trắng ngon nè. Và lớp da trong veo luôn nè các bạn. Phần thịt luộc thì các bạn chấm với là nước mắm chua ngọt nè, hoặc là mắm nêm, mắm tôm đều cũng rất là ngon đó các bạn. Để mình dùng thử một miếng ha. Mình xin mời các bạn. Khi ăn vào thì các bạn cảm nhận được cái vị ngon của miếng thịt nè. Nó vừa giòn giòn, thơm thơm, ăn cảm giác rất là ngon luôn đó các bạn. Và như vậy là video của mình đến đây đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Phần nước mắm chua ngọt này thì các bạn ăn không hết thì mình để bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ha. Thì phần này thì mình để được ăn một tuần trong ngăn mát tủ lạnh. Nhưng mà các bạn ăn trong 3 ngày thôi. Vì mình để lâu thì phần tỏi ớt và cái hương chanh á nó sẽ mất đi, cho nên là phần nước mắm này thì các bạn dùng trong 3 ngày thôi ha.